Ở trong Ino và những người thân của em đã hỗ trợ em rất là nhiều và thật sự đó là cái vừa là áp lực cũng như là động lực để cho em có thể là ra mắt cái thương hiệu mới Melifood thuộc công ty Thiên Ngọc Minh, và đó cũng là cái động lực để cho em cố gắng phát triển để đưa cái thương hiệu Melifood tiến xa hơn, không chỉ là ở cơ sở thứ nhất mà còn những cơ sở khác nữa. Không biết nói gì hơn, và em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới ngày hôm nay. Và em xin tuyên bố là khai trương cơ sở nhất của thương hiệu Melifood tại 93 Lê Hoan ạ. Và xin chào tất cả mọi người, tôi là Thái Dê ở tại nhà hàng Dê Văn Xoài, và hôm nay đến tại Melifood, chúc cho Melifood khai trương hùng phát và chúc cho doanh nghiệp ngày càng phát triển và thịnh vượng ạ. Hôm nay đến khai trương với Melifood, chúc cho bản thân doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là giúp được nhiều khách hàng có những nguồn thực phẩm thật là an toàn, sạch sẽ. Và đến đây rồi, tham quan rồi mới thấy rằng là đơn vị cung cấp nhiều những cái sản phẩm rất là chất lượng để giúp cho người tiêu dùng có một sản phẩm thật là tốt. Chúc cho các bạn khai trương hồng phát và thành công. Chúc cho cửa hàng của chị sẽ khai trương hồng phát và có thật nhiều khách hàng đến với cửa hàng để thưởng thức những món ăn ngon, những đồ ăn sạch và đảm bảo chất lượng nhất.